Thưa quý vị, liên tục trong thời gian gần đây, công an các đơn vị địa phương của thành phố Đà Nẵng đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn các đối tượng thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya chuẩn bị số lượng lớn hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Mặc dù lực lượng công an thành phố đã cảnh báo và răn đe các đối tượng này, nhưng số vụ việc có liên quan đến thanh thiếu niên vẫn xảy ra và chưa có dấu hiệu dừng lại. Chính sự bốc đồng của tuổi trẻ đã khiến các thanh thiếu niên này không mang đến những hậu quả có thể xảy ra, thậm chí là phải chịu trách nhiệm hình sự. Đây là nhóm thanh thiếu niên bị tổ tuần tra 8394 của phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê kịp thời ngăn chặn tại khu vực cầu Phú Lộc khi đang chuẩn bị đánh nhau. Hung khí thu giữ được gồm bom xăng, dao phóng lợn mà các đối tượng chuẩn bị sẵn trước đó. Còn đây là nhóm 9 thanh thiếu niên vừa bị công an phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ ngăn chặn thành công khi đang tụ tập tại một chung cư trên địa bàn. Vì mâu thuẫn của một người trong nhóm nên số thanh niên này rủ nhau cùng mang theo hung khí để giải quyết. Tại cơ quan công an, số thanh niên này vẫn chưa nhận thức hết hậu quả nếu thực hiện thành công. Thằng này về nhà hắn bên đây cũng bị tụi kia tự nhiên đánh hắn. Qua để hủ ràng quýnh hắn thôi chứ. Rồi tụi nó rủ em đi. Gần đây nhất, vụ việc xảy ra trên địa bàn quận Hải Châu càng khiến người dân bức xúc khi chỉ cần nhìn thấy một bị hại giống với người đánh mình mà một nhóm thanh thiếu niên hơn 20 người đã không ngần ngại lấy hung khí gồm dao mát chém tới tấp, khiến người này thương tích nặng. Sau thời gian truy xét, số thanh niên trên đã bị phát hiện và triệu tập để làm việc. Khi mình bạn của Hoàng chạy lên đánh công thể thao là em đã phát hiện là chém nhầm rồi. Em còn quá bồng bầu nên em không suy nghĩ được trong lúc em bị đánh như đứa. Vi phạm rồi bắt giữ, rồi lại trả về. Cái vòng luẩn quẩn ấy chẳng khiến số thanh niên vi phạm pháp luật tiến bộ, mà còn giúp số thanh niên này né tránh những quy định của pháp luật. Bài toán thanh thiếu niên đã và đang được công an các địa phương tìm cách giải quyết triệt để. Qua một số các vụ việc xảy ra trên địa bàn thì chúng tôi rút ra nguyên nhân là chủ yếu là cái số thanh thiếu niên này nó thường xuyên nó sử dụng cái mạng xã hội, nhất là cái phim ảnh bạo lực. Nó thực hiện làm theo những cái lộ hình phim này và đồng thời với đó là cái nó rủ nhau để mà thực hiện, nó thể hiện cái tính thanh thiếu niên là nó còn bốc đồng. Việc nhanh chóng làm rõ và kịp thời ngăn chặn hành vi của số thanh thiếu niên vi phạm pháp luật đã phần nào hạn chế được những hậu quả đáng tiếc xảy ra trên địa bàn thành phố. Đây tiếp tục là bài học để các bậc cha mẹ và toàn xã hội cùng quan tâm hơn đến con em mình, không để các em sa ngã vi phạm pháp luật.